Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính phủ đã cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ trình. Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì với yêu cầu bảo đảm kết quả chính xác khách quan, tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi về cơ bản được giữ ổn định như năm 2019 nên tạo sự yên tâm cho thí sinh, phụ huynh và xã hội, nhưng đồng thời phải bảo đảm theo quy định của luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, phù hợp bối cảnh và tác động của dịch COVID-19 đối với việc dạy và học của học sinh lớp 12 năm học 2019-2020. Nội dung thi đề thi với 5 bài thi được giữ như năm trước bảo đảm các yêu cầu mục tiêu của đề thi bài thi độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên khoa học xã hội mỗi đối tượng dự thi khác nhau sẽ chọn bài thi thích hợp để dự thi theo quy chế thi của bộ giáo dục đào tạo